Chào bạn Việt. Dạ, chào chị. Sau một thời gian điều trị hôm nay được khoảng 8 ngày rồi đúng không ạ? Dạ. Thì da bạn Việt có rất là nhiều cái tiến triển mới, các vết mụn thì nó giảm dần đi nhé. Những cái lỗ chân lông thì nó cũng giảm nhỏ đi, sẹo thì cũng giảm nhiều hơn. Hai bên má thì cậu quay qua chị xem nào. Vừa hôm nay chị vừa làm lại cho cậu đó. Rồi ok, bên kia nữa. Ok, nó giảm đi rất là nhiều. Nó không còn nhiều như lúc đầu cậu đến đây nữa. Và chị hy vọng rằng là sau một thời gian ngắn nữa thôi thì bạn Việt sẽ có một nước da như ý. Bạn Việt có cảm giác như thế nào hoặc là cảm tưởng như thế nào khi đến với chị Mục Khu Đình Hoàng Oliver và được chính tay chàng Oliver điều trị ạ? Nói chung là đến với đây thì mình cũng mang theo cái lòng tự tin để đến với chị Hằng để chữa hết cái mặt cho mình thì mình mới đến đây. Nhưng mà trong thời gian trải nghiệm một thời gian ngắn thôi, khoảng 8 ngày thì mình có cảm giác thấy tự tin hơn vì khuôn mặt của mình nó cải thiện rất là nhiều. Nên mình rất rất tin tưởng vào một ngày nào đó khuôn mặt mình sẽ được chị Hằng chữa trị hết. Ok bạn nhé, một thời gian ngắn nữa thôi thì chị hy vọng sẽ mang lại đến cho bạn một làn da đẹp nhất mà bạn mong muốn. Cảm ơn chị.